Eddie Murphy từ cậu bé khu ổ chuột trở thành vua hài Hollywood. Sau hơn 30 năm phấn đấu không mệt mỏi, Eddie Murphy được hàng triệu người trên khắp thế giới yêu thích, được mệnh danh là vua hài. Thăng hoa trong sự nghiệp nhưng con đường tình duyên của gã đông răng lạc thời này lại tiêu tốn khá nhiều giấy mực của giới truyền thông khi anh liên tục vướng vào các scandal tình ái tại kinh đô Hollywood. Danh sách người tình của Eddie Murphy có thể kéo dài hàng trang giấy thuộc đủ sắc tộc và màu da khác nhau. Danh hài bước ra từ khu ổ chuột. Eddie Murphy sinh ngày 3 tháng 4 năm 1961 tại Bushwick, Brooklyn, New York trong một gia đình khốn khó. Cha mẹ ly hôn khi anh còn rất nhỏ. Năm lên 8 tuổi, cha của Eddie là Lillian Murphy, một sĩ quan cảnh sát kiêm diễn viên hài nghiệp dư, đã bị chính bạn gái mới quen của mình bắn chết tại nhà riêng trong lúc hai người xảy ra mâu thuẫn. Cái chết đột ngột của cha là cú sốc lớn làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống vốn khá tĩnh lặng của Eddie. Còn mẹ anh, một phụ nữ yếu đuối dù đã dứt tình với người cha xấu số, cũng ngay lập tức bị đột quỵ và khủng hoảng, phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Và sau đó, bà quyết định đi bước nữa với một công nhân sản xuất kem. Eddie cùng anh trai là Charles Murphy phải chật vật làm đủ mọi nghề, từ bán hàng phát báo tờ rơi cho tới phục vụ nhà hàng để mưu sinh và có tiền chữa trị cho người mẹ bệnh tật. Tuổi thơ của Eddie Murphy từng được anh miêu tả giống như trang nhật ký đẫm nước mắt. Anh từng nghĩ đến việc sẽ chấm dứt cuộc sống bằng cách tự sát, nhưng ý chí, nghị lực và khát khao thoát ra khỏi kiếp sống đen tối đã giúp cho Eddie vươn lên trở thành một trong những thanh niên ưu tú nhất của thành phố nơi anh sinh sống. Dù luôn bị cuộc đời hắt hủi, phải ngụp lặn trong muôn vàn khó khăn thiếu thốn, nhưng Eddie lại sở hữu tính cách vui vẻ, dí dỏm và luôn lạc quan. Sự tương phản chói màu trong con người của Eddie chính là lý tưởng sống cao hơn mọi nỗi buồn trong đời thực. Năng khiếu hài vượt trội. Ngay từ khi học trung học tại trường Roosevelt, với khả năng thiên bẩm và sự thông minh, Eddie Murphy đã luôn giữ vai trò là chủ sĩ của những bữa tiệc gây cười hấp dẫn, được bạn bè của mình phong tặng danh hiệu là chàng hề của lớp. Năm 15 tuổi, trong khi bạn bè cùng trang lứa thì vẫn say mê ngủ quên với những giấc mơ thần tiên, Eddie Murphy đã lặng lẽ tự thực hiện bộ phim hài đầu tiên bằng số tiền làm thêm ít ỏi mình kiếm được. Dù chỉ là một tác phẩm nhỏ, nhưng anh đã tự làm tất cả mọi việc, từ lên ý tưởng kịch bản, đạo diễn cho tới diễn xuất, viết nhạc, thể hiện ca khúc chủ đề. Bộ phim thành công ngoài sức tưởng tượng của Eddie khi anh liên tục được các câu lạc bộ giải trí trong thành phố mời mang phim đến trình chiếu, thể hiện ca khúc đầu tay. Thậm chí cả Comic Strip, nhà hát lớn ở quận Manhattan cũng cho trình chiếu những vở kịch do Eddie viết và đóng vai. Cuối cùng, nhờ tài năng kiệt xuất của mình thì Eddie đã được góp mặt trong Saturday Night Live, một chương trình đã góp phần đưa tên tuổi anh bay xa khắp nước Mỹ. Vua hài Hollywood xuất hiện. Cùng với Morgan Freeman, Eddie là diễn viên người Mỹ gốc Phi hiếm hoi, được các đạo diễn Hollywood kính nể, coi như ngọc đen cần phải dụng công khai phá. Trading Places năm 1983, tác phẩm được viết dành cho ngôi sao lừng danh thập kỷ 80 là Sylvester Stallone, nhưng cuối cùng lại nằm trong tay Eddie Murphy. Nhà sản xuất đặt niềm tin và quả quyết rằng một nhân tố mới với cách diễn lôi cuốn và hấp dẫn như anh sẽ tạo ra hiệu ứng và doanh thu cao cho bộ phim. Tác phẩm gặt hái thành công rực rỡ với lợi nhuận khổng lồ 230 triệu đô la trên khắp thế giới, khắc tên vua hài mới tại kinh đô điện ảnh. Eddie cũng mang về giải thưởng quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với vai diễn thanh tra truy tìm hung thủ giết bạn trong bộ phim này. Anh tiếp tục chiêu đãi công chúng bằng những tràng cười sảng khoái trong Beverly Hills Cop năm 1984, bộ phim khẳng định vị trí số 1 của Eddie trong việc chọc cười khán giả khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, bắt đầu với Coming to America năm 1988, sau đó là sự giật lùi của Harlem Nights năm 1989, tác phẩm do chính Eddie làm đạo diễn, đã khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Suốt một thời gian, Eddie giấu mình trong men say của bia rượu, không dám xuất hiện quá nhiều trên các phương tiện truyền thông. Đi qua những buồn đau trong sự nghiệp, anh tái xuất bằng một số tác phẩm nhằm khôi phục lại danh tiếng, nhưng thất bại vẫn là bóng ma rình rập ngày trở về của Eddie. Hào quang trở lại. Sau hàng chục vai diễn na ná dậm chân tại chỗ thì cơ hội thực sự đến khi Eddie được mời tham gia trong bộ phim 48 Hours bên cạnh tên tuổi Nick Nolte với cách diễn tự nhiên, không cầu kỳ và đặc biệt là rất chân thật. Đó chính là tấm vé đưa cái tên Eddie Murphy trở lại với hàng triệu khán giả say mê anh sau những pha đập liên tiếp với thất bại.
Trong vai một tên trộm đường phố tinh quái nhưng lại hết lòng giúp đỡ ông cảnh sát ngu ngốc khó tính, Eddie làm thỏa mãn người xem bằng những tràng cười không ngớt. Anh tiếp tục ngược dòng ngoạn mục khi thực hiện The Nutty Professor năm 1996, bộ phim giúp anh khôi phục lại danh tiếng, được giới chuyên môn dành cho nhiều đánh giá tích cực. Từ năm 1997 cho đến nay, sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngôi sao lớn cũng đã ít nhiều gây ảnh hưởng đến con đường chinh phục đỉnh cao danh vọng của Eddie Murphy. Anh xuất hiện trong các dự án hài gia đình, tham gia lồng tiếng cho các phim hoạt hình ăn khách như Mulan Hoa Mộc Lan 1998, Shrek 2 2004 và Shrek Horns 2007. Đặc biệt với Dreamgirls 2006, trong vai ca sĩ nhạc soul James Thunder, Eddie Murphy đã thêm một lần nữa nhận quả cầu vàng và giải Oscar danh giá cho hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc năm 2007. Sau hơn 30 năm phấn đấu không mệt mỏi, Eddie được hàng triệu người trên khắp thế giới yêu thích, được mệnh danh là vua hài. Anh coi việc mang tiếng cười đến với cuộc đời tựa sứ mệnh đã được Chúa giao phó. Ngoài diễn xuất thì Eddie còn sở hữu nhiều tài lẻ đáng ngưỡng mộ, trong đó có âm nhạc. Eddie Murphy nâng cao danh tiếng bằng một album nhạc soul vô cùng thành công với nhiều ca khúc hit đứng đầu các bảng xếp hạng như Party All The Time, Put Your Mouth On Me, How Could It Be, Love's Alright, Remember A Time, kết hợp cùng các huyền thoại âm nhạc như Michael Jackson, Stevie Wonder. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Rắc rối với những scandal tình ái. Ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu, Eddie từng kết bồ với hàng loạt các tên tuổi lẫy lừng của nền nghệ thuật thế giới như là Whitney Houston, Naomi Campbell, Halle Berry và Robin Givens. Năm 1984, tưởng chừng là Eddie sẽ yên bề gia thất, song khi nhận thấy vợ chưa cưới của mình thích tiền hơn là con người mình, ngay lập tức Eddie đã đá Lisa. Khi Lisa gọi điện để van nài anh nối lại tình cảm thì anh nhất quyết là không nhấc máy, mà chỉ đặt một chế độ trả lời tự động vô cảm. Có lần Eddie đã ngao ngán than rằng để tìm thấy được một người đàn bà không chạy theo tiền bạc của mình thì có lẽ phải mò sang tận châu Phi và cưỡi một con ngựa vàng ốm yếu. Nhưng than thở thế thôi, chứ chẳng đời nào Eddie từ bỏ Hollywood để tìm ý trung nhân. Và thế là anh chàng lãng tử da màu này vẫn phiêu lưu trong tình trường cùng vô vàn những người đẹp của kinh đô điện ảnh. Và cái kiểu vui đâu chầu đấy của Eddie đã khiến anh nhiều lần méo mặt với các vụ tai tiếng. Năm 1987, người mẫu Nicole Rader mang ra trước tòa một bé gái, tuyên bố thẳng thừng rằng bé gái Ashley này là tác phẩm của Eddie, mặc dù anh kiên quyết phủ nhận. Đến năm 1989 thì đến lượt cô nữ tiếp viên hàng không là Paulette McNeely tuyên bố rằng cậu con trai mà cô đặt tên là Eddie Murphy Jr. là giọt máu của Eddie. Năm 1992, một nữ tiếp viên nhà hàng kim diễn viên Tamara Hood đã ra tòa yêu cầu Eddie cung cấp tiền bạc để nuôi nấng quý tử mới 2 tuổi đầu mà cô tự đặt tên là Christian Edward Murphy. Ông chồng phong lưu. Nhưng cuối cùng, gã trai rong chơi ấy cũng đã tìm được một người phụ nữ anh có thể dốc hết bầu tâm sự. Eddie và Nicole Mitchell gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1988 và cưới nhau vào năm 1993. Thời đó thì Nicole lộng lẫy trong bộ váy lụa và satin trắng để lộ đôi vai trần. Cô sánh bước cùng Eddie lên sân khấu trong tiếng nhạc của Don't Give Up On Love mà Eddie trình bày trong album Love's Alright. Eddie Murphy đã trải qua những năm tháng vô cùng hạnh phúc cùng Nicole. Hai người đã có với nhau 5 người con. Năm nào cả gia đình cũng tới Hawaii để nghỉ mát. Họ dắt nhau đến khách sạn Mel Four Seasons với giá là $10,700 cho một đêm. Sau 7 mùa Hawaii như vậy, mọi chuyện đã chấm dứt. Vợ anh thúc thích thổ lộ với báo giới vì sự khác biệt không thể hòa giải được ở họ. Trong suốt quá trình hai người chung sống từ 1988 đến 2006, Eddie không ít lần khiến vợ phải rơi lệ bởi những scandal ồn ào. Các nhân tình may mắn lọt vào mắt xanh của anh liên tiếp gây sốc bằng việc tường thuật về những chuyện thầm kín như một chiến tích vĩ đại. Quá bất mãn trước thói trăng hoa của chồng, việc Mitchell ra đi chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, những tưởng ngựa hoang thích phiêu lưu sẽ dừng chân, nhưng thói quen phong lưu của Eddie một lần nữa khiến dư luận dậy sóng. Cuộc tình công khai chấp nhoáng với cựu thành viên nhóm nhạc nữ đình đám một thời Spy Girls là Melanie B đã để lại hậu quả là một bé gái. Nó trở thành câu chuyện dài kỳ không hồi kết trên khắp nước Mỹ. Đá người tình không thương tiếc, Eddie Murphy trở thành kẻ phụ bạc vô trách nhiệm trong mắt dư luận. Người ta nhẩm tính bộ sưu tập người tình xuyên lục địa đa quốc gia phi độ tuổi của Eddie đến nay có thể vươn tới con số kỷ lục là 45 người. Con số này khiến không ít phụ nữ choáng váng, còn đàn ông chỉ biết ghen tị mà thôi. Không chối bỏ trách nhiệm. Hiện tại anh đang hạnh phúc cùng người tình là Paige Butcher.
Tổng cộng Eddie Murphy đã có đến 9 người con với 3 đời bạn gái và 1 đời vợ, và sắp đón đứa con thứ 10 vào tháng 12 tới ở tuổi 57. Tuy vậy, Eddie vẫn luôn biết cách chăm lo cho thế hệ sau. Một nguồn tin thân cận với danh hài cho biết là anh ấy rất yêu các con. 8 đứa lớn của Eddie vẫn luôn tập trung vào dịp nghỉ lễ cũng như là các sự kiện thể thao, cùng nhau ở tại biệt thự lớn của nam diễn viên như một gia đình. Nổi tiếng như Eddie Murphy nên chuyện nuôi nấng gần 10 đứa trẻ chỉ là một chuyện nhỏ. Ước tính tài sản của ông vua hài nước Mỹ lên tới 85 triệu đô. Nam diễn viên này cũng sở hữu khối gia tài khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, chẳng hạn như hòn đảo Rooster Cay gần Nassau, Bahamas với giá khoảng 15 triệu đô la Mỹ. Nguồn thu chủ yếu của Eddie Murphy dựa vào các xe đóng phim cũng như là các thương vụ sản xuất. Dù thời gian gần đây anh chưa có được nhiều bộ phim thành công, nhưng anh vẫn luôn nằm trong top những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Hollywood. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!